thêm hóa chất dẫn động từ hàng của Nhật và hàng của Trung Quốc, nó có những đặc điểm gì giống và khác nhau? Trong cái buổi so sánh ngày hôm nay, bên em sẽ giới thiệu với anh quý chị hai sản phẩm bơm hóa chất dẫn động từ của Pangua và bơm hóa chất dẫn động từ Maybao của bên em đang cung cấp. Anh chị có thể nhìn thấy hai cái dòng nhỏ này là hai sản phẩm bơm. Đây là bơm hóa chất Pangua, bơm hóa chất dẫn động từ Pangua mã là LH250PS Nanji. Con này đang có cổng họng hút và họng xả của nó là 25mm. Điện áp là chạy điện, nó có điện 1 pha và điện 3 pha. Lưu lượng của con này đạt 65 lít/phút và cột áp của nó là đạt 9m. Anh chị có thể nhìn dưới sau bên này, cái dòng này là dòng bơm của Trung Quốc. Bên em đang để nhãn hiệu đó là Marit 5. Con này đang có lưu lượng là 120 lít/phút và cột áp của nó đạt 88.6m. Con này là cũng có điện 1 pha và điện 3 pha. Về tổng thể khách quan thì anh chị có thể nhìn thấy cái dòng Pangua này được thiết kế khá là đẹp mắt. Anh chị có thể nhìn thấy tất cả lớp sơn và tất cả các chi tiết nó được thiết kế khá là tinh xảo, từ những vị trí gen rồi là thân bơm. Còn anh chị nhìn sang bên hàng của Trung Quốc cũng được thiết kế như độ sắc led của nó không được bằng dòng Pangua anh chị nhé. Còn về lưu lượng thì cái dòng của bơm của Trung Quốc thì lưu lượng nó cao hơn dòng của con Pangua này ạ. Công suất của hai con này nó đều là 250W, họng hút họng xả đều là họng 25mm, còn con này là 26mm, nó to hơn một xíu. Hàng đều bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nên anh chị có nhu cầu gì về bơm, anh chị có thể liên hệ với công ty Vinmec, địa chỉ tại 32B Quỳnh Lương, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. Xin cảm ơn anh chị.